Alo. Vâng, xin chào mừng tất cả quý bạn cùng quay trở lại với màn hình máy của Game TV. Như vậy là chúng ta vẫn chưa thể chào tạm biệt nhau bởi vì trong buổi chiều hôm nay vẫn còn một cặp đôi nữa vẫn chưa đánh nhau. Hay chính xác hơn là vẫn chưa gặp nhau, đó là cặp đôi Noble Chip Boy đối đầu với Zack và UQ. Vâng, như vậy là gà nhà mổ nhau rồi. Vâng, gà nhà mổ nhau tranh hạ thóc. Vơ và nối đối đầu với nông một và chip boy, chúng ta hãy cùng chờ xem cặp đôi nào sẽ là cặp đôi vào trong. Thực ra thì đối với game TV mà nói thì cặp đôi nào vào trong cũng hay cả thôi, nhưng mà nếu như mà ông nào thua nhiều quá rồi thì có lẽ là nên dừng bước. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như nếu như vơ và nối mà cao thắng được nông một và chip boy nhưng mà cũng không thể vào vòng trong thì có lẽ là các anh nên sấp mặt vâng nằm thẳng cẳng ra đi thì sẽ hay hơn. Và bây giờ thì cũng không còn quá nhiều việc, chính vì thế mà đây là một trận đấu mà tôi và game và anh Bờm sẽ thay phiên nhau bình luận. Vâng, cho nó vui. Vâng, xôm nhà. À, đây là một trận mà Chip Boy đang ép đời đấy rồi. Alo. Vâng, Chip Boy sẽ ép đời bài này. À, 4 kích. Vâng, 4 kích 2. Rất khủng. Một bài 4 kích 2 của game thủ. Vâng, một bài 14 nông dân kích 2 của Chiboy. Bây giờ tăng thêm nông dân ăn gỗ đi. Và bây giờ thì hãy cùng cùng tôi đến với màn hình máy của nông một để xem là anh có thủ được con voi nào về nhà cho game thủ Chiboy hay không. Đây là màn hình máy của nông một, như vậy là nông một cầm xiang. À, như vậy là không có cái gì cả. Bài này khả năng là 13 kích. Rất năn nót và tỉ mỉ, từng con hươu một đang được đá về nhà Chip Boy. Vâng, thôi rồi, ốp lô. Có lẽ là nên quýt. Vâng, một bài đánh ép đời ốp lô của game thủ Chip Boy. Quýt thôi. Tỷ số sẽ là 1-0 dành cho cặp đôi Vơ và Núi, nếu tôi không nhầm. Cứ cho là ăn hết được hai con hươu này thêm 300 thực nữa thì anh vẫn còn thiếu mất khoảng 200 thực để kích đời. Đây là chiếc BL. Vâng, gỗ thì nhiều lắm rồi. Gỗ thì quá nhiều so với quy định. Quên mất anh G bờm đang đứng ở đây, anh có ý kiến gì không ạ? Vâng, đã bắt đầu F3 để phải chăng là xin xác nhận ép đời. Tôi có 400 thực đây. Vâng, xin xác nhận ép đời 2. Kích rất sớm. Thực ra thì ép đời 2 thì tôi chỉ cần tôi cầm pan thôi, tôi lúc nào cũng 3 với 4 kích 2 được. Chuyện bình thường luôn, chỉ cần 4 thằng nông dân thôi. Ép đời 2 mở sớm thì tôi nói thật là quá đơn giản. Thật chứ cho một người không biết đánh chế vào, tôi chỉ cần hướng dẫn khoảng 2 phút là ép đời mắc binh luôn. Nhưng mà vâng, bài này thì có ép đời có một vòng mắt. Một bài khó, không thể lên được đời, khẳng định luôn. Kỷ lục của Linda là 83. Vâng, Jack đi sai. Vâng, như vậy là gà nhà đánh nhau. Và có vẻ như cặp đôi